Xin chào quý bạn đã quay lại kênh Thiết bị Công nghệ Vân Tư, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái đầu ghi. Khi các bạn mua cái đầu ghi mới về thì chúng ta cắm điện và cắm dây mạng cho cái đầu ghi HKMZ. Khi cắm các bạn cắm xong và cái đầu ghi đã khởi động xong thì các bạn sẽ dùng cái phần mềm SAP Tool ở trên máy tính, và chúng ta phải cài đặt cái phần mềm này lên. Khi các bạn cài đặt phần mềm này lên xong, ở trong cái phần mô tả video này mình có để phần hướng dẫn cài đặt tải và cài đặt phần mềm SAP Tool này. Và phần mềm này có nhiệm vụ là các bạn có cái chức năng là kích hoạt mật khẩu là thứ nhất, thứ hai là tìm địa chỉ IP, và còn nhiều cái tính năng khác của cái phần mềm này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm này sau. Khi các bạn bấm vào phần mô tả thì mình sẽ có để link hướng dẫn tải và cài đặt cái phần mềm SAP Tool này. Thì khi các bạn bấm vào phần mô tả thì mình sẽ có để link, thì các bạn sẽ bấm chuột phải vào cái link đó và các bạn sẽ ra một cái cửa sổ mới để chúng ta tải và cài đặt cái phần mềm đấy, phần mềm SAP Tool này. Khi tải xong thì các bạn quay lại cái tab cái phần hướng dẫn video này, thì các bạn khi bấm vào cái phần mềm SDAP Tool này thì nó sẽ hiện ra đây, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái đầu ghi chúng ta vừa mới cắm điện và cắm mạng vào. Thì các bạn sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ đặt mật khẩu cho cái đầu ghi. Thì ở đây đặt mật khẩu thì các bạn sẽ đặt 8 đến 16 ký tự các bạn mong muốn, lưu ý có các ký tự số và chữ viết hoa. Và các bạn sẽ nhập lại mật khẩu lại một lần nữa. Và các bạn cũng đánh mật khẩu ở dưới này nữa. Và các bạn bấm mở active, mình sẽ bật to cái phần mềm này lên. Khi các bạn bấm đánh xong mật khẩu, bạn active. Mật khẩu sai. Bạn đánh lại và đến đây thì các bạn bấm bấm cancel luôn. Đấy, cancel luôn và các bạn bấm continue. Khi các bạn đặt xong kích hoạt được mật khẩu xong thì các bạn sẽ vào trình duyệt web Google Chrome và các bạn sẽ đánh vào cái địa chỉ mà chúng ta vừa tìm thấy, nó là 192.168. Thì đây là cái địa chỉ của cái đầu ghi này. Đấy, 192.168.1.19. Và các bạn sẽ đánh vào đây. Và các bạn bấm Enter. Khi các bạn đánh Enter xong rồi thì các bạn sẽ đánh user của cái đầu ghi là admin và cái path chúng ta vừa được nhập 4 5 6 7 8 9 và chúng ta đăng nhập. Chúng ta có nhớ hay không? Không. Câu hỏi. Khôi phục mật khẩu qua Gmail thì các bạn sẽ đánh Gmail của các bạn vào đây. Và các bạn bấm lưu. Khi lưu xong các bạn bấm đồng ý. Và để chúng ta xem được cái đầu ghi này qua mạng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt nhé. Thì khi các bạn đánh xong cái mật khẩu của khôi phục Gmail vào trong cái đấy thì các bạn truy cập được vào phần cấu hình. Ở đây thì các bạn sẽ lưu ý giúp mình. Bạn bấm vào cấu hình và chúng ta sẽ phải đặt điện IP tĩnh cho cái đầu ghi đấy.
là các bạn sẽ đặt cái địa chỉ IP làm sao nó cao cao lên một chút để tránh cái trường hợp là các thiết bị khác nó tranh cướp mặt IP và làm xung đột hệ thống mạng của chúng ta. Thì chúng ta khi các bạn sẽ vào phần mạng này, và thứ nhất là các bạn sẽ phải kiểm tra là phần phần hệ thống, thì các bạn cài đặt ngày giờ Bangkok Hà Nội và các bạn bấm tích vào đây, hoặc là các bạn kiểm tra lại ngày giờ tháng đúng chưa. Khi các bạn bấm xong, các bạn bấm lưu giúp mình. Rồi đến bước tiếp theo là các bạn sẽ bấm phần phần mạng và các bạn sẽ tắt bỏ phần DHCP này đi, và các bạn sẽ đặt là 199 chẳng hạn, và default gateway là 192.168.1.1, và cái server ở đây giải mạng của chúng ta đang là giải default gateway là 192.168.1.1. Thì các bạn ở cái mục ở dưới này, máy chủ DNS server ưu tiên, thì các bạn sẽ đặt là 8.8.8.8, và mục dưới đây các bạn sẽ đặt 8.8.4.4. Khi bạn đặt xong như thế này thì bạn bấm lưu vào đây giúp mình. Đây là phần đặt mạng nhé. Mục thứ ba nữa là các bạn sẽ khi các bạn lắp ổ cứng cho cái đầu ghi, hay là chúng ta cắm cắm đầu ghi và cắm điện cho đầu ghi, cắm mạng cho đầu ghi rồi, thì các bạn bấm vào phần lưu trữ ở đây và chúng ta quản lý dữ liệu. Chúng ta vào phần quản lý dữ liệu nhé, và chúng ta sẽ phải vào truy cập lại cái địa chỉ, tại chúng ta đã đặt địa chỉ IP nó là 192.168.1.99, và các bạn sẽ đánh đánh lại là 192.168.1.199, các bạn bấm enter. Và các bạn sẽ đăng nhập lại là admin user và pass này là 8 mật khẩu của chúng ta lúc trước kích hoạt, và các bạn bấm đăng nhập. Ở lúc trước mình đã cũng nói là các bạn đặt thời gian cho cái đầu ghi là thứ nhất này, thứ hai là đặt địa chỉ IP tĩnh, thứ ba là chúng ta sẽ phải format định dạng cho cái ổ cứng đúng định dạng mà ổ cứng có thể nhận được để cho chúng ta lưu được cái dữ liệu camera vào đầu vào ổ cứng. Và chúng ta bấm vào phần cấu hình. Khi các bạn bấm xong cái vào cái phần cấu hình rồi thì các bạn sẽ bấm vào cái phần lưu trữ quản lý ổ cứng để chúng ta format để cho cái đầu ghi đấy, dữ liệu này. Nếu mà ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn bấm vào dữ liệu, còn nếu bằng tiếng Anh là Storage, sau các bạn bấm vào Manager, Store Manager, còn nếu ở tiếng Việt là quản lý dữ liệu, và các bạn tích vào đây và chúng ta sẽ format định dạng. Nếu tiếng Anh nó là format, còn tiếng Việt nó là định dạng. Khi các bạn định dạng, các bạn phải đợi trong quá trình định dạng 100% và ổ cứng nó ghi báo là bình thường, thì đấy là cái ổ cứng hoạt động bình thường, hoạt động tốt. Đấy. Khi các bạn đã format ổ cứng rồi và cái dữ liệu của camera đã lưu được vào ổ cứng, thì bước tiếp theo thì các bạn sẽ quay về cái mục gọi là bước thứ 4 này. Các bạn quay về cái mục mạng và các bạn bấm vào cài đặt nâng cao, và các bạn bấm vào truy cập nền tảng, và các bạn bật cái tính năng này lên, cái connect lên, và chúng ta sẽ đánh vào. Và các bạn sẽ đánh là 8 đến 16 ký tự, ít nhất là 8 ký tự, được chưa? 6 đến 12 ký tự, và các bạn sẽ đánh số vào đây các bạn mong muốn, ví dụ số điện thoại của bạn và một số ký tự chữ.
Và khi các bạn đánh xong hai cái dòng giống nhau rồi thì các bạn bấm đồng ý và các bạn bấm lưu giúp mình. Và chúng ta sẽ quay vào cái mục bất kể mục nào đó và chúng ta bấm quay vào đây. Và các bạn thấy trạng thái đăng ký là trực tuyến thì cái đầu ghi này mới online được, xem qua mạng được. Đấy là lưu ý giúp mình. Đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt cấu hình để cái đầu ghi này xem được những cái camera qua mạng và chúng ta quan sát từ xa ở trên điện thoại. Khi các bạn cấu hình xong rồi đúng không, thì chúng ta sẽ vào điện thoại và chúng ta sẽ gán cái serial của cái đầu ghi này. Serial đây là 8 ký tự và chúng ta sẽ có một cái video phần hướng dẫn gán cài đặt cái đầu ghi này xem qua điện thoại bất kể nơi đâu khi chúng ta sử dụng phần mềm HDK Connect ở trên điện thoại. Mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình cài đặt rồi thì chúc quý các bạn thực hiện thành công. Và trong quá trình cài đặt cấu hình cái đầu ghi hit chọn dừng xem qua mạng mà không thành công chỗ nào thì các bạn comment ngay dưới video này hay các bạn nhắn tin Zalo số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn và quý bạn giúp đỡ mình bấm like chia sẻ giúp mình cái video này cho những người chưa biết. Ngoài ra thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra một cái video mới thì các bạn sẽ nhận được cái video bổ ích. Rất mong quý bạn hãy ủng hộ giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra một cái video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.